À, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây xà cừ siêu to khủng lồ này nha các bạn. Cái cây thẳng này. Đó, nhánh nhánh rất là nhiều nhánh nha các bạn. Nhánh to không các bạn ơi. Cây này hoành có khoảng 200 mấy các bạn. Rồi chúng mình đang quấn cái bộ móng để chuẩn bị leo lên cây nha. Phía bên đây dây điện nha các bạn. Bên đây cũng có cọng dây điện nữa. Chú mình sử dụng cái máy cưa là G4200 nha các bạn, lam Latin nha, lưỡi cưa Estin nha các bạn. Chú bắt đầu leo lên nè các bạn ơi. Leo lẹo quá. Rồi chú leo bên kia, cái cây này siêu to khủng lồ luôn. Cái nhánh này nó vươn qua dây điện nha các bạn. Để mình gươm gần lên nha. Cưa cây này gần ở chợ mới nha các bạn. Chợ mới của An Giang nha, lò gạch đó các bạn, chứ không phải chợ mới ngoài Long Xuyên. Rồi chú mình thắt dây an toàn vô cái nhánh đó nha các bạn, để chuẩn bị cưa cái nhánh to này nè. Ở phía dưới này có dây điện nè các bạn. Đó, cộng dây điện đó là có điện nha. Rồi anh kia cuộc cái máy cưa cho chú mình kéo lên nha các bạn. Cây xà cừ này quá khứ nhánh luôn. Nhánh nhỏ quá cao à, máy mình gùm hết tới rồi các bạn ơi. Chết mồ dưới dây điện. Không sao các bạn ơi, chưa đứt. Rồi chú mình cưa nhánh to đó luôn. Ngã đó bạn ơi, ngã. Cây xà cừ này quá lớn, nó quá cao luôn các bạn, siêu khủng lồ luôn. Rồi chú mình chuyển xuống như này rồi. Chuyển qua đây luôn. Rồi chú mình thắt dây an toàn ngay đó nghe các bạn. Chú yên tâm đi này, dựng lên đó. Chú mình cắt cái nhánh đó nghe. Qua đây luôn, cắt nhanh nào đây.
nhánh đó các bạn, chú mình cưa lẹ quá. Rồi, chú mình máng mấy cưa vô dây đai nha. Rồi, chú thắt dây an toàn ngang đó rồi các bạn ơi. Đó bạn ơi, một nhánh to đó các bạn. Giờ chúng leo xuống dưới này. Chúng mình ngồi ở cửa nữa các bạn. Cưa mở miệng nghe cho nghe về bên đó nha các bạn. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó gần nhà cưa hạ không được đó, thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú em để đường link mô tả video đó các chú anh chị. Rồi chú đã cưa mở miệng xong rồi các bạn. Dây đi chú ơi.
dây cho chắc ăn. Dưới này, phía dưới này có dây điện nữa. Giờ chú mình cuột cái cọng dây vô khúc cây để chọi lên trên nha các bạn, cho dính đó, đừng có người dưới này kéo. Chưa vô các bạn. Liền không vô dặn đâu, leo lên luôn. Rồi vớt cọng dây luôn. Rồi chú mình ném gốc cây dục lên trên nè. Không chịu vô luôn các bạn ơi. Cái cây đứng quá khó dục. Rồi vô đó. Qua bên kia kìa, qua bên dàn sớ cũng được. Chịu chịu dây ra để dục dụng cái cây lên nó thôi. Đây nè, ngay đó đi. Xuống dưới mương cũng được, có thấy gạch. Nguyên nhánh khủng lồ luôn. Được, chú mình đứng đó dấu qua cắt bên đây hay gì đây. Chúng mình leo xuống rồi các bạn ơi. Rồi, tí chú mình cưa gốc mình quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Không bạn ơi, đứng không tới. Rồi bên kia cắt khúc kia. Rồi anh này anh cầm cái khúc cây là anh chổi cái cây kia cho nó ngã xuống luôn.
mạnh đó, có lúc lắc mà nó chịu ngã các bạn. Đóng vô, đóng vô, đóng cái cây vô. Đã niêm rồi, ta đóng ở. Hai người chổi luôn nè các bạn. Ngã. Không có chừng nó giật cái góc lại là được, nó là nó ngã xuống rồi đó. Mình bắt đầu chuẩn bị cưa gốc cây thật người to này nha các bạn. Đó, máy cưa đó là máy cưa G450 nha. Còn xăng không?
đá gì rồi các bạn ơi. Dính gì vậy chú? Dính đinh, dính đá gì trong cái góc đó các bạn ơi, làm cái kẹt rồi. Đó, chết quất mỏ kìa. Quất mỏ rồi. Đó dính dính đá dính đinh gì trong á, rồi nó lục hết ăn rồi các xuống rồi. Chết chết mấy quá sâu rồi.
ghê chưa, cây quá to luôn. Để mình lại mình coi cái này bá vô cái gì. Này bạn ơi, cái lần này là nó hiếp lại dính đá trong này nè, đá dưới đất á. Rồi, chắc cái lớn nhất. Rồi, video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.